Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022 chính là The new Miss Universe Vietnam 2022 is Nguyễn Thị Ngọc Châu. Congratulations! Số phận tài hoa của Nguyễn Thị Ngọc Châu là tân hoa hoàng vũ Việt Nam 2022. Uni Media. Ladies and gentlemen, the Vina Woman crowd is here. Vâng, trước vương miện, bản lĩnh Việt Nam, Vina Woman đã được đương kim hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân mang lên sân khấu để chuẩn bị trao cho tân hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2022. Xin mời hai bạn sẽ bước lại gần nhau và thưa quý vị, đây là giây phút được chờ đợi. The moment we all waited for has come. Và một trong hai thí sinh sẽ trở thành chủ nhân của phương miện Hoa hậu Hồng vũ Việt Nam. One of these two ladies will become the new Miss Universe Vietnam. Quý vị thân mến, trước khi công bố kết quả tân Hoa hậu, bạn hãy nhớ nếu vì bất kỳ lý do gì Hoa hậu không thể đảm trách và hoàn thành nhiệm vụ, thì Á hậu 1 sẽ là người thay bạn đảm nhận vai trò hoa hậu trước các hoạt động mà ban tổ chức giao phó. Please be reminded, for whatever reasons that Miss Universe Vietnam cannot complete her responsibilities, then Miss Runner-up will take her place to fulfill them. Và bây giờ, rất hồi hộp thưa quý vị. Và chúng tôi đang cầm kết quả trên tay. Quý vị thân mến, nhìn kỹ một chút được không ạ? Thưa quý vị, và ngay lúc này đây, ngay trong khoảnh khắc này, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022 chính là The new Miss Universe Vietnam 2022 is Oh my God, I'm so nervous. Ladies and gentlemen, let's make some noise. Rất khó ạ. Chúng ta sẽ cùng công bố với nhau nhé. Một, hai, ba. Nguyễn Thị Ngọc Châu. Congratulations! Số phận tài hoa của một Nguyễn Thị Ngọc Châu là tân hoa hoàn vũ Việt Nam 2022. Đồng nghĩa với việc Lê Thảo Nhi, số phận giành 311 là Á hậu 1 hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2022. Congratulations for the new Miss Universe Vietnam 2022, Nguyễn Thị Ngọc Châu. And that means Lê Thảo Nhi will be the first runner-up Miss Universe Vietnam 2022. Ngay bây giờ xin được mời Ngọc Châu, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022, giây phút đăng quang. And now is the winning and crowning moment of the new Miss Universe Vietnam, Ngọc Châu. Hãy cùng nhận danh hiệu sau những nỗ lực và cố gắng trong suốt những hành trình vừa qua. Và thưa quý vị, chúng tôi xin được trân trọng mời lên sân khấu ngày hôm nay ông Trần Ngọc Nhật, trưởng ban tổ chức cuộc thi. Xin mời ông Trần Giải Hoàng, đại diện nhà tài trợ Bạch Kim, ngân hàng chính thức của cuộc thi. Xin mời Hoa hậu Khánh Vân. Xin mời bà Lưu Thị Phượng, đại diện Trump Resort, sẽ cùng trao giải cho tân hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022, Ngọc Châu. Please welcome the representatives from the organizing board and the sponsors and Miss Khánh Vân to award our new Miss Universe Vietnam, Nguyễn Thị Ngọc Châu. The winning and crowning moment.
Thưa quý vị, giây phút chuyển giao danh hiệu Diệu Hoa Hậu Nguyễn Trần Khánh Vân dành cho Tân Hoa Hậu Nguyễn Thị Ngọc Châu với chiếc vương miện Vina Woman Crown. Now is the moment of handover of the Vina Woman Crown from Nguyễn Trần Khánh Vân to our new Miss Universe Vietnam 2022, Nguyễn Thị Ngọc Châu. Thưa quý vị, Ngọc Châu cùng với các thí sinh còn lại, Ngọc Châu đã cố gắng rất nhiều trong hành trình vừa rồi, nỗ lực trong rất nhiều năm để trở thành Tân Hoa Hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022. Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nữa cho giây phút vô cùng đặc biệt và sẽ mở ra một chặng đường mới, một quãng đời mới vô cùng rực rỡ của cô gái trẻ Ngọc Châu. Ladies and gentlemen, the new Miss Universe Vietnam is Nguyễn Thị Ngọc Châu. Xin được cảm ơn đại diện ban tổ chức, đại diện nhà tài trợ đã mang tới cho Tân Hoa Hậu Hoàn Vũ của chúng tôi những món quà và những phần thưởng. Và bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng chứng kiến những bước đi đầu tiên của Nguyễn Thị Ngọc Châu ra mắt khán giả và công chúng. Xin mời Tân Hoa Hậu. We are going to cheer for our new Miss Universe Vietnam's first walk. Thưa quý vị, hành trình của cuộc thi đã kết thúc, nhưng hành trình của Tân Hoa Hậu và Á Hậu chỉ vừa mới bắt đầu. Ladies and gentlemen, the journey of the contest has ended, but the journey of the new Miss Universe Vietnam 2022, Ngọc Châu, has just begun. Xin chúc cho Tân Hoa Hậu trên cương vị mới sẽ gặp rất nhiều may mắn và càng tỏa sáng hơn nữa. Và hãy thể hiện bản lĩnh Việt Nam Vina Woman. As a Vina Woman, please do your best. We are all behind you. Và ngay bây giờ, xin được mời Á Hậu sẽ cùng bước lên để chung vui với Tân Hoa Hậu trong khoảnh khắc đặc biệt này. And now please welcome the top three titles, the second runner-up, the runner-up, and new Miss Universe Vietnam. Và chúng tôi xin được chúc mừng cho Tân Hoa Hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu. Một hành trình rất đáng tự hào. Và bạn cũng sẽ là đại diện của Việt Nam để tham dự cuộc thi Hoa Hậu Hoàng vũ Thế Giới. Xin chúc mừng cho Tân Hoa Hậu sẽ chứng tỏ được với bạn bè quốc tế về vẻ đẹp và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam. Xin mời tất cả các thí sinh trong vòng chung kết của Miss Universe Việt Nam 2022 sẽ cùng đến đây với chúng tôi. Ladies and gentlemen, the new Miss Universe Vietnam 2022 will proudly represent our country at Miss Universe 2022 to show the world about the beauty and bravery of modern Vietnamese women. Và chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn các đơn vị tài trợ, các đơn vị đồng hành cùng với Tân Hoa Hậu Hoàng vũ Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Hoa Hậu Hoàng vũ Việt Nam. We would like to send a special thanks to local authorities, Department of Culture and Sports of Ho Chi Minh City, all sponsors and partners supporting Miss Universe Vietnam 2022 through all the time. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và đồng hành chia sẻ cùng của quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thank you so much, local and international audience, for showing your love to Miss Universe Vietnam 2022. And now, goodbye and see you again! Uni Media.